Con tới ủng hộ Thăng Long bé hả Thăng Long, sáng dạ, quay dạ, quá rồi quay luôn. Dạ, con lại ủng hộ bé hả con? Rồi, dạ, ủng hộ con. Bé chuyên nghiệp lắm. Dạ, cô ở đâu con? Cô bên 18 đó con. Dạ, dạ, dạ. Chứ con mua cà đó. Đúng rồi, cô mua cà mấy con. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Mua mắm rồi, đơn sở con. Dạ, dạ. Đi bằng xe đạp luôn hả con? Con sở con chở. Dạ, 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 dạ. Em đi đường quá. Cảm ơn mấy chú nha con. Dạ. Mấy chú quay con lên đó. Đang ăn pizza mà bé thấy cô ra bán ra hỏi một người cái bé chạy ra bán liền luôn. Hộ thấy quay lên là hoàn cảnh khó khăn là có cô đến ủng hộ. Cô cũng cần khổ mà con ơi, cô khổ chứ. Khổ ra lắm. Dạ. Bây giờ con lấy quay lên rồi lấy ấy rồi. Giờ cô cũng đỡ rồi, cô giúp được cái gì luôn. Dạ. Rồi. Rồi cũng quay con lên đi đây nha. Đưa con vô lên chỗ tốt nha, lên tay vô cho con. Đừng có lên đằng đó đó. Dạ. Đừng có uống hộ. Dạ. Dạ đi con. Ở con cho con nhậm nó dạy em bò nè. Đúng rồi, dạy đi con, tốt lắm á. Rất là tốt quá nè. Chỉ đổi chỗ mới ngủ thôi con. Con có chỗ không? Dạ. Có chỗ thôi, chưa hợp á. Con uống rồi. Sáng cũng đói, con uống đói lắm. Sáng nó ăn tới trưa nó mới ăn mì đó cho con. Ăn mì tối luôn. Thế ăn thì ăn mua cho con hỏi mì luôn. Thế con mua cho con hỏi mì. Dạ, có khai ổ luôn. Ăn mì tối không à? Nó nằm đây nó ngủ à. Mới ngủ dậy con. Mới ngủ dậy, ngủ dậy á. Hồi nãy tụi con kêu nó lại giật mình, mắc cười chết luôn. Còn mớ luôn á con. Học giỏi lắm, học giỏi lắm cô, mà không có cơ hội để đi, nhưng mà cô cần cái chỗ đi điểm nào cô dạy cho. Ở đây qua đó là xa đó. Cô đi đường đó. Phải giữ nữa. Nó giữ cho mẹ, rồi mẹ nó ngủ chúng mình, nó ngủ chúng. Sao cho nó học tiếng Anh nè. Dạ. Lớp 6 nó học được rồi đó con. Dạ. Lớp 6 nó học được tiếng Anh rồi đó. Ôi, quá. Cắt tóc rồi lên đây. Dạ. Tí nó dẫn đi nè. Tí nó dẫn đi hết tụi nó. Đây rồi con coi để cậu bé bắn đồn.
gì một trời một vực chứ cậu bé bắn lên lông là coi nó bụng coi nó cậu bé bắn lên lông không có thua có cô chạy qua là cậu bé lên lông không có thua nha không có thua nha mình nghèo thôi chứ mà đâu có nghèo gì nha con nghe không nó học giỏi con ủng hộ nha đến ủng hộ cà cho đang rồi ủng hộ cho bé Long ăn cơm trưa đây ăn cơm trưa mua cơm ăn nha phải ăn mình nói luôn được không tí này cô nói con chứ hồi xưa cô ăn cây mì không sao đẹp hồi xưa con này mới giải phóng á mới giải phóng cô khổ lắm cô ăn cây mì không à đúng rồi cô nghèo nữa mà cô cũng học giỏi lắm á mà cha mẹ cô nghèo quá không có điều kiện để đi học bây giờ cô được chút đỉnh rồi cô thương lắm rồi con quay mà cô mặc hộ nha cô thấy người đó cô mới cô mới đi đến chứ cậu bé bắn tôm cô coi lâu hơn cậu bé bắn lên lông mà con mới quay chưa qua là cô đúng rồi coi tụi con đi về tới quê luôn con làm được cái đất thì cái cô cũng được một cái đất chứ tụi con không quay gì đâu biết nó không quay gì đâu biết đi ra chợ lớn mua không à con đi ra chợ lớn mua trái cây không à nghe ổi đâu dạ ổi đâu đâu dạ ổi anh hai bán biết rồi ở đằng chợ đằng này có chợ cái giai xà cô chợ gần đây luôn kinh quá cô coi cô nói cô thấy thương quá con 19 tuổi nó ngủ rồi ăn rồi học rồi ngủ bởi vì thấy con người ta thấy thương quá chưa còn con hứa cho con đi học tiếng Anh sao con được cả thầy thua hả con cả thầy dạy thua sao dạy được có con gái nó dạy ở đâu cầu hầm chủ tiên á xa xa cả nào tôi đi cũng được cho anh đâu đi lang thang rồi cô lang thang rồi cô lang thang hiếu học còn hiếu học thấy thấy em nó đi dạy thứ bảy chủ nhật nó dạy 3 giờ á dạy chủ nhật ha là dạy lớn tuổi mấy giờ cô 3 giờ thấy em nó đi 3 giờ chiều sáng 7 giờ dạ 7 giờ thấy em nó đi dạ. Đi tới 1 giờ về về tới 3 giờ em mới đi nữa dạ. Đi rồi tới 5 giờ, 4 giờ hết. Còn cái chuyện em đi ra ôi mê nào học vẽ, học tròn, dẫn dạy cho vẽ tròn luôn học vẽ học tròn luôn hả, tròn luôn hả, em mốt học vẽ học tròn với học tiếng Anh của con học con hai cái đó con biết tiếng Anh đấy em nó dạy tiếng 7, tiếng Nhật cũng đi rồi đó tại vì tiếng Anh thằng khi con đọc comment á, tiếng Anh không hiểu mà cô ngày xưa không có nghĩ con cô được như vậy đâu nha hồi xưa cô khổ lắm á cô đi vay tiền ở ngoài mà cô cho con cô đi học lên đại học hai đứa luôn á con có đứa con mà biết tiếng Anh nó giỏi hả con chưa biết gì trơn hả hả thể con mấy thể con đi ở ngoài cũng biết tiếng Anh không biết con biết nói tiếng Việt không con biết nói tiếng Việt không con thấy con đọc comment tiếng Anh con có biết gì đâu nó thiệt là nó thiệt rồi tiếng Anh ghê luôn á con mới lớp 12 tỷ rồi con không nghĩ mẹ bởi nó mà nghe của mẹ vậy nó không chịu nó không chịu nghe nó mà lên như TV mà nó coi là nó nghe được cái nó không đồng ý như là em nó không muốn cho nghe không biết cái này con quy tự nhiên ta quay chỉ là bé này gọi để cho nhiều cô chú biết đến nó chứ không phải là quay để khoe không công ty không có con quay là khác. Muốn con gái cô quay đây thôi đừng đưa cô lên TV gì hết. Để con quay tụi con muốn giúp đỡ cho nhiều cô chú thấy là có người giúp đỡ bé để cho mọi người đến ủng hộ cho bé nè. Qua đi đứng này con. Bà á, kêu bằng bà chứ cô gì có cái bằng bà đó. Bà cái ông bà cái. Bà để con đi học giỏi không? Hai đứa con cô nghèo lắm nghèo 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 dịch con vậy đó không con có điều kiện con học tiếng Anh đi buổi tối á buổi đó không có làm đâu nghe không dạ miễn phí cho con mà cái tóc mà đẹp trai lắm á tóc mà đẹp trai luôn nha sáng mặt sáng lá
bán đó. Giờ tôi có chuẩn bị mới rồi, cô đem qua cô cho nghe không? Dạ. Đây là chiếc kịch. Có con trai, có con trai rất là quý, cũng như đồ con cũng rất là quý vậy đó. Cô về nha. Dạ. Cô về cô mua mới đồ rồi. Đó nói thôi, rảnh cô chạy qua. Dạ. Gần đây mà, gần đây đây. Ăn gì đi, ăn đi ngon. Chưa con ăn gì, ví dụ có mấy chú này nè. Cảm ơn mấy chú ba. Này. Không có mấy chú này con ăn gì? Dạ. Con đi gấu. Em mua gì con ăn đó. Thậm chí bây giờ canh nó uống nước nó cũng đợi mẹ nó con. Bây giờ uống nước muốn cắt nước rồi thì kêu mẹ đem lại. Con mới con cái chai. Dạ. Con cái chai á. Em mua cái phích để cho nó đựng nước. Cái phích là giữ nước giữ nhiệt á. Cho nó uống. Để con có mỗi lần con có đi ngang qua thằng Đạt nó con động con nhà con tự nấu. Con cái hai chị uống á. Có dịp tao về nhà con chơi. Hả? Chơi đi rồi cô chở trả lại. Dạ. Mẹ mấy chú này biết cô mà cô mất khóc con sợ. Nhưng mà đừng có cho mấy chú đi đến nhà cô nha. Cô cho tụi con đi theo quay luôn cô. Nha. Nè con hỏi hỏi mấy chú này nè. Cô không mất khóc đâu. Chạm đây chú không biết nhà đâu. Nha. Qua bên chơi rồi con giúp được cái gì cô giúp nghe không? Dạ. Nghe không? Thôi cô về. Dạ. Cô về mấy đứa nha. Dạ con cảm ơn cô ạ. Cô có ghé đặng cô? Chắc không quá, về dạ, cho dạ. Gái đi học. Dạ dạ. Ủa cô đi bài cô? Có ông xã cô đó. À. Xã đó. Dạ. Cô về nha. Cảm ơn cô ạ. Mai mốt về cô. Bây giờ cô sắp phải đi về rồi. Em nó có đi về quê không? Đấy, rồi. Cô xuống cổng hộ cho nó món là cho em về quê. Và mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video mình hay, mọi người hãy like đăng ký kênh để mình có thể làm video hay tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye.